Xin chào các bạn, hôm nay thì mình hướng dẫn các bạn cách làm món phở gà của miền Bắc nha. Đây là một món mà ăn rất là thanh và gần như là bữa sáng nào của người miền Bắc cũng đều ăn được. Trước tiên mình mua gà về và rửa gà thật sạch sẽ đi, thì cho vào trong cái nồi nước như thế này để ngập con gà một chút. Sau đó thì mình cho khoảng tầm 2 cái thìa canh muối. Con gà này của mình là 1,4 cân thì mình để khoảng tầm 4 lít nước. Đấy, lúc đầu thì mình để cái chế độ nóng cũng vừa vừa thôi, tức là trên medium một chút. Mình ấn cái cổ nó xuống để cho nó chín đều. Khi mà đấy thì mình thấy cái nước nó lăn tăn, cái bọt nó lên thì mình vớt nó ra. Các bạn để nhỏ lửa nhé, khoảng medium thôi thì lúc bây giờ mới vớt được bọt, còn nếu mà để to quá thì nó sẽ bị tan hết ra và mình sẽ không vớt được bọt đâu. Đến lúc này, sau khi mà mình vớt bọt xong rồi thì mình để nút nhỏ hơn một chút, dưới medium một tẹo. Bây giờ thì đi chuẩn bị gừng và hành, khoảng 4 củ hành và 2 củ gừng nhỏ nhỏ này. Và đồng thời thì mình cho một chút hồi cho lên để nướng. Với phở gà thì mình cho nhiều hành củ á để nướng thì nó thơm, còn phở bò thì mình mới cho nhiều gừng ha. Cái hồi nó rất dễ là chín và cháy cho nên là mình phải để ý và mình gắp nó vào luôn. Khi mà mình thấy nó hơi cháy cháy vừa mùi như này này thì mình đã cho nó vào trong cái nồi súp gà luôn. Còn tiếp tục vẫn để nướng hành với cả gừng tiếp ha. Khi nào mà tất cả các bên của nó tạo thành màu nâu cánh rán như thế kia kìa thì mình mới bỏ ra. Những cái phần đen ấy như thế này này thì các bạn bỏ nó đi, cạo nó ra để cho sạch sẽ, cho nó sạch. Hành rất là thơm, gừng cũng rất là thơm. Các bạn đập nhỏ nó ra, đập nát nó ra. Có nhiều người thì thái lát nhỏ, thế nhưng mà mình thích là cái đập nó hơn, nó sẽ tạo nhiều cái vị mùi hơn. Sau đó thì các bạn cho vào trong cái túi này, cái túi lọc á. Thì khi mà mình để vào trong cái nồi gà thì nó không bị bung ra. Các bạn buộc chặt nó lại. Buộc chặt lại nhé, không thì nó mở ra là lúc mà nó tan vào cái nước súp đấy là mình rất là mệt. Khi mà mình múc nước súp vào, chan vào bát ấy, là sẽ bị dính vào những cái phần mà hành nó chui ra á. Thì nhìn nó ăn nó không được ngon mà nhìn nó cũng không được đẹp nữa. Các bạn thấy nước không? Nó bây giờ nó đã trong rồi đấy. Các bạn dùng cái muôi nước kia để tưới lên trên cái phần lưng của con gà ha. Đấy, gà của mình bây giờ nó như thế này rồi này. Chuẩn bị được rồi. Khi mà chuẩn bị xong rồi thì mình sẽ cho một chút nước mắm, tức khoảng một thìa canh nước mắm này vào. Thì nó sẽ ngọt hơn. Thường thường khi mà mình nấu một cái gì đó, mình cho nước mắm vào thì nó sẽ rất là ngọt cái nước súp. Gà thì cũng được khoảng tầm 40 phút rồi đó. Khoảng 35-40 phút rồi các bạn. Các bạn cho thêm khoảng 2 thìa cái bột cơ no để cho nó ngọt hơn một chút. Tức là mình đã bao gồm là 2 thìa muối rồi này, 1 thìa mắm này, cộng với cả 2 cái thìa nhỏ của cái bột cơ no. Mình không cho mì chính và cũng không cho đường. Khi mà gà cảm thấy là nó gần chín rồi thì các bạn thử là dùng cái đũa để xiên vào trong con gà thì xem là nó có bị đỏ không. Nếu mà đỏ rồi thì nó nghĩa là chưa chín, nhưng mà của mình là không bị đỏ, nó ra nên là đã chín rồi. Đó, mình vớt gà ra được đấy nha. Trong lúc gà nó rất là nóng cho nên là mình phải đợi thôi. Trong lúc đợi này thì mình đi làm cái hành ngò ha. Thường thường ở miền Bắc mình ấy thì không có ăn hành, không ăn ngò cùng với cả hành, mà chỉ là có hành không thôi. Thì cái phần lá xanh kia mình cắt nhỏ nó ra. Đồng thời là cái gốc trắng này mình cũng tước nhỏ nó ra như thế này. Để lên phía trên của bát ấy ăn nó thơm. Mà nhìn nó cũng đẹp.
Đó, các bạn cắt nhỏ nó ra như vậy. Đây, có một số bạn thì hay dùng ngò, ngò rí hay gọi là mùi tàu, nấu rau mùi ở Việt Nam đó. À, còn khi mà sang bánh phở thì mình dùng cái loại của acidic này. Cái loại này thì nó rất là dai, dai cái bánh và ăn nó ngon. Nhưng mà đặc biệt là trước khi ăn bạn hãy làm nhé. Tại vì nếu như không thì làm rồi lâu rồi nó sẽ không được dai cái bánh phở nữa. Nếu ở Việt Nam thì đơn giản cứ ra ngoài chợ để mua bánh phở về thôi. Nhưng mà ở đây thì không có như vậy được, cho nên là mình phải mua cái bánh khô về để trần lại. Thì nhà mình là 4 người thì khoảng tầm 4 miếng hoặc hơn một chút xíu thôi. Tại vì thằng bé con thì mình nó cũng không ăn nhiều, cho nên khoảng tầm 4 miếng đi. Các bạn rửa thôi nhá. Sau khi rửa xong thì nó như thế này này. Nó đã tan ra như thế rồi, nó đã mềm như vậy rồi. Thì nước nóng này mình khoảng 100 độ C ấy, đun sôi lên ấy, xong rồi mình bỏ vào mình trần. Trần khoảng tầm 2 phút. Hoặc là bạn nhấc cái bánh phở lên mà thấy nó dai rồi thì ok. Nó dai đủ độ á, nó không bị nát ấy. Đó, bạn đổ ra cái giá này rồi để cho nó thật khô. Thật khô rồi mình mới cho vào bát nha. Trong lúc này mà đợi cái bánh phở nó khô ấy, thì mình đi xé thịt gà. Cái điều đặc biệt của cái phở gà này là mình phải xé thịt chứ không được chặt. Nếu mà mình thái ra nó sẽ bị vỡ cái thớ gà, nó không được dài ấy. Cái thớ thịt nó sẽ không được dài và nó sẽ bị vụn khi mà mình thái nó. Nhất là khi mà con dao nhà bạn hoặc là nhà mình có thể bị cùn á. Nên tốt nhất là mình xé. Tất nhiên là có những cái phần thịt mà mình không thể xé được. Đấy là cái phần đùi của nó chẳng hạn. Hoặc là cái da chẳng hạn, da lưng á. Thì mình sẽ dùng dao. Đây, đây là cái kết quả cuối cùng này. Đây là cái phần thớ thịt này. Còn đây là phần thịt mà mình cắt này. Nó bị vụn đó. Đây là thịt đùi này. Rồi bên cạnh nữa là da. Nếu bạn nào muốn ăn da thì cho vào, còn không thì thôi. Đây, con gái mình cũng đã chuẩn bị cho mình cái đĩa phở, bát phở rồi. Mình chỉ việc cho vào thôi. Nhưng mà cháu đã cho cái hành xuống trước. Mà thường thường khi mà mình cho thịt vào xong rồi ấy, thì mình mới cho hành lên phía trên. Thì nhìn nó đẹp hơn, bởi vì nó có cái màu xanh ở phía trên á. Nhưng mà mình sẽ cho lại, mình cho thêm lại như thế này cũng được. Cho thịt xong rồi mình mới cho rau lên trên nha. Nước đun sôi, mà các bạn để ý là không được để đun sôi quá nhé. Cứ để lưu diêu thôi thì cái nước súp nó mới trong. Còn nếu không thì nó sẽ đục đó. Các bạn tưới đầy vào. Cái thìa nhà mình nó hơi nhỏ ha. Đó. Thơm quá các bạn. Bảo Anh và Lâm rất là thích ăn phở gà. Rồi. Đây. Thế là đã xong cái công đoạn làm phở rồi. Chúc các bạn ngon miệng nha. Thường thường mình ăn với cả chanh, chứ mình không ăn với giấm đâu. Ăn với chanh, ớt và cộng thêm chút quẩy nữa thì càng ngon. Bye.